Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới, Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Và tiếp tục cuốn video mới ngày hôm nay. Thì hôm nay Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình được mãn nhãn và chiêm ngưỡng một tác phẩm Hoàng Anh Mộc, tức Cụ Dúi. Và chủ nhân của tác phẩm Hoàng Anh Mộc này là em Vĩ, địa chỉ là thành phố Quy Nhơn. Thì hôm nay Thanh Phú lại chia sẻ gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem và chiêm ngưỡng, cùng thưởng lãm một tác phẩm Cụ Dúi. Thì theo như chia sẻ của em Vĩ, chủ nhân của tác phẩm này, là em cũng được cũng nhân duyên, nói chung là cũng được may mắn em sở hữu một tác phẩm Cụ Dúi cách đây gần 20 năm. Thì quá trình gần 20 năm nay em cũng xây dựng và chăm sóc cũng như nuôi nấng, cắt tỉa những cái phần bông tán còn lại, cốt, đế, tay cành, những cái ngón tay từ ngón 1 đến ngón 2. Đấy là em chia sẻ là nguyên bản thiên nhiên. Đấy chính là em Vĩ, chủ nhân của tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Thì sở dĩ Thanh Phú gọi em Vĩ đứng gần bên Cụ Dúi để quý vị cùng toàn thể anh chị em mình mường tượng hình dung về cái độ to của cây. Thì thông qua cuốn video này, Thanh Phú chia sẻ cũng gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em mình, nếu có quý anh chị em nào có nhà ý thì cứ liên hệ trực tiếp gặp em Vĩ thông qua số điện thoại Thanh Phú có để trên màn hình, hoặc quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có cái ý kiến hay là đóng góp xây dựng hay gì đó thì cứ để lại bình luận, comment ở bên dưới, Thanh Phú sẽ xem và đọc. Rồi, không để quý vị cùng toàn thể anh chị em mình chờ lâu, Thanh Phú kính mời quý vị cùng anh chị em mình chiêm ngưỡng từng chi tiết. Đây là phần dưới bệ đế. Và dưới chân bệ đế thì có xây dựng nhiều con tử. Nhưng mà những cái con tử này là nó nguyên bản cốt. Đây là về em Vĩ là chăm thêm cái dàn xương dâm cũng như cái dàn bông cho nó đẹp hơn. Còn nói về cốt thì toàn cốt là nổi là san hô. Đấy, từ đưa ra những cái cành nhánh, những cái chi từ cái tay và ra các cái ngón đều lên san hô hết. Những cái cánh tay trước màn hình quý vị nhìn thấy là nguyên bản riêng. Còn lại cái phần dưới chân bệ, những cái phần rễ này cũng là nguyên bản riêng. Em cũng không có tỉa cắt, chỉ chăm nuôi. Những cái con tử nằm phía dưới rất dễ thương. Đặc biệt cái độ già thì phải nói là cực già của gì. Cái phần bên trên mà những cái tay mà đi ra đó quý vị, giữa thân và tay, Thành Phú xem y như một cái rạn san hô đó quý vị, phải nói là kinh khủng. Đấy, kinh khủng quý vị.
cái đường thân ấy thì chắc có lẽ là cái quanh nó rất là lớn. Rồi, để Thanh Phú bước lên bên trên chi tiết gần hơn, cận cảnh hơn, gửi đến quý vị cùng anh chị em mình xem cho nó kỹ. Đây là số điện thoại của em Vĩ. Đấy, những cái nu cục không thể nào mà diễn tả hết được cái nổi cục, những cái hốc cũng như những cái cành nhánh đi toàn bộ san hô hết quý vị. Phải nói thật là kinh khủng về cái tuổi đời của cây. Đấy quý vị xem cái cút tay lên san hô hết. Nguyên bản. Cục cục toàn thân quý vị. Quý vị mà xem bên ngoài thì thôi rất là đã mắt luôn quý vị. Kể cả mà những cái ngón nhỏ quý vị lên san hô. Còn nói về nuôi, mười mấy năm qua thì em cũng xây dựng những cái giàn bông cho nó dày dặn hơn. Về cái độ nghệ thuật cũng khá cao. Vì tác phẩm này là hầu như là cái bản riêng của nó rất nhiều, cũng như dành một cái sự ban tặng của thiên nhiên mang đến cho con người, nên nó rất là nghệ thuật. Đây về mặt trước của bề rất là gấu. Đấy quý vị xem mà hai cái con tử phía dưới đó mà lên san hô hết, phải nói là cực kỳ lâu, tuổi đời khá cao. Phần đế rất vững. Da thì nó lên đồng hết quý vị. Phải nói là một tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Đây cũng là phần ít có. Thì cũng may mắn cho em là sở hữu được nay gần 20 năm. Phải nói đó là cũng là một cái đại nhân duyên. Thì hôm nay Thanh Phú chia sẻ gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cũng được mãn nhãn về nỗi niềm đam mê bonsai, cũng như nhìn những cái nu cục của cây, phải nói là kinh khủng. Chỉ có thiên nhiên ban tặng từ ở rừng núi, mà bây giờ mà xuống đến mà đồng bằng để đến những người đam mê chơi cây thì phải nói là một đại duyên lớn. Mà nếu được ai quý anh chị em cũng như em Vĩ mà sở hữu được
thì phải nói là tuyệt vời. Những cái phần đế, phần bề, những cái phần rễ con đó quý vị, nó cũng bấu xuống, nó gấu lại hết. Nhìn cái phơ trên cái phần đầu đó quý vị, phải nói là nó tạo ra những cái hầm hố mà nó mang theo những cái san hô nó nổi lên, nhìn phải nói là kinh khủng quá gì. Là tuổi đời không thể nào nhỏ được, rất cao. Thì vừa qua thì em cũng có lọc lá, nói chung là lọc lá. Thì hôm nay thì cây đang bung lọc non, nhìn nhìn vào một cái màu lá xanh rất đẹp, phải nói là, và tạo thêm cái độ nét giữa cái cốt cũng như thân, cành nhánh, bông tây, cái độ nghệ thuật. Đây quý vị xem, hai cái con tử từ cái ngón thôi mà cũng lên san hô hết. Bật ra cái dần trên, cái phần đầu trên đó quý vị, phải nói là cực kỳ kinh khủng. Nhìn những cái u cục, thì qua chi tiết từng phần cũng như tổng bóng, quý vị cùng anh chị em mình có nhà ấy cứ nhấc máy liên hệ gặp em Vị, hoặc bình luận ở bên dưới, Thành Phú sẽ xem và trả lời. Đấy, những cái dàn rễ con nó bấu móng xuống hết đó quý vị, phải nói là thật sự là phải nói là tuyệt vời cho một tác phẩm Hoàng Anh Mộc của gì. Hầu như cây này cái bản rin của nó là chiếm là phải 80% bản rin, quý vị, 80-90% là bản rin, còn lại mình xây dựng chẳng qua mình cân chỉnh lại những cái bông để cho nó đi vào cái vị trí thôi. Chứ còn những cái cốt tay này, từng cả kể cả cái ngón luôn cũng vẫn là nguyên bản rin. Rồi quý vị cùng toàn thể anh chị em mình mà có yêu thích, có nhà ý thì cứ liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình để gặp em Vĩ, để mình trao đổi những cái thông tin thêm, hoặc là bình luận ở dưới phần video, Thành Phú sẽ xem và trả lời. Rồi,
Thời lượng cũng khá dài, Thanh Phú xin phép dừng cuốn video lại. Và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm quả chuông, có chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.